nước mình chế được ngay. Cái này mà anh đặt nhiều chắc chỉ tầm 400. Anh đặt nhiều. Đây vừa thay cho ông anh đi, anh khách cái giá. Dạ. Đây cho anh em xe i10 đi nữa. Chạm gầm chạm kiếc thì nó đỡ ấy. Đỡ bị phải thay cả cái gông, thay cả cái gông thì nó đắt tiền này. Riêng thằng này nó có nó bán thay cả cái gông này. Nhưng mà mình chỉ thay mỗi cái giá này, đổi đi lốc. Nhìn rất đẹp luôn. Riêng bằng e-lốc này hơi chạm gầm cũng không đáng ngại, nhưng chạm mạnh này nó cũng cong đấy. Nhưng mà đẹp thật. Nhìn giá e-lốc này nó chắc chắn, nó khỏe. Quá khỏe. Khỏe đấy. Trông quá chất luôn nhỉ. Bảo là mẹ thợ kỹ thuật nước ngoài về bãi đái được về làm. Cái này mà lắp đặt thì nó cũng tiện thôi mà.